chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Phải nói tuần lễ này là một tuần lễ mà về rất nhiều xe hot để phục vụ cho các anh chị luôn nha, đặc biệt là 7 chỗ các anh chị ha. Hôm qua về 2-3 xe Innova nè, rồi về thêm Suzuki XL7 rồi Etiga. Hôm qua thì có lên cho mọi người xem đó thì đã nhận cọc luôn chiếc Etiga rồi các anh chị ha. Thì hôm nay lại về thêm một chiếc xe phải nói là cực kỳ hot luôn, mới vừa về nóng hỏi chưa vệ sinh gì hết thì Tiên sẽ quay lên cho mọi người xem luôn. Để các anh chị và các bạn nào bây giờ đang cần tiền với dòng này thì có được thông tin sớm và liên hệ tiền để chốt cọc sớm giữ xe nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là một dòng xe 7 chỗ rất là hot luôn các anh chị nha, của Toyota nè, Toyota Rush số tự động đời 2019 các anh chị nha. Em này thì mới đi có 21.000 km thôi, ni lông là còn quanh xe luôn các anh chị, nhập Indo nguyên chiếc nè. Thì xe này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 546 triệu nha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe màu đen các anh chị ha, nước sơn quanh xe thì rất là đẹp luôn, liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết, chỉ có bụi có dơ thôi. Đấy, nên là các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha, vì hot quá, mới vừa về là Tuyền quay lên cho mọi người luôn, ở chưa có xịt rửa, chưa có vệ sinh gì hết các anh chị ha. Tí xíu nữa quay xong video này Tuyền sẽ cho vệ sinh các anh chị nè, quan trọng là chất xe thôi các anh chị nha. Rồi, xe biển Sài Gòn 51H nè, 58387, biển số khá đẹp nha. Các anh chị mình ở Sài Gòn lấy chiếc này ngay, tiết kiệm cho mình 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo không một vết trầy xước ha. Những anh chị nào mà mình thích tìm một chiếc xe 7 chỗ màu đen á, đấy, chốt ngay em này nha. Rồi, rất là đẹp ha, cản không có bị trầy gì hết nè. Những cái mối nối cản còn rất là khít luôn các anh chị. Đấy, xe lướt là phải như thế nha, lớp độ gây gió cực kỳ sâu luôn. 5 vỏ zin theo xe nha, đét vỏ là tuần thứ 28 của 2019 nè các anh chị. Vỏ zin mâm nè, không có miếng chạy xước nào hết, những cái gai li ti là vẫn còn các anh chị nha. Rồi đây, đăng kiểm và đường bộ của mình thì còn tới tháng 7 năm 2023. Có dán phim về che mưa chén cửa các anh chị ha, có lên cho mình bệ bước rồi nè. Nhìn sơ giúp Tiền một vòng keo chỉ cửa nha. Mặc dù là xe đi lướt nhưng mà thôi, đời 2019 Tiền sẽ kiểm tra thật là kỹ cho các anh chị nhà mình xem luôn. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Tất cả xe bên Tuyền luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao nếu cùng bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường ha. Rồi, bên hông xe hỏng trầy xước, móp méo gì hết nè. Ở đây anh chủ có nẹp cho mình những cái ốp viền đèn như thế này rất là kỹ ha. Mica đèn còn rất trong, rất là đẹp các anh chị. Rút thì ở thị trường của mình thì chỉ có một bản thôi, bản này là số tự động các anh chị nha. Có cho mình là cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn ha. Đây, nhìn sơ giúp Tuyền nè, gầm bề sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị nha. Lớp dự phòng độ gây gió cực kỳ sâu luôn. Rồi, Tuyền mở cốp, cốp của mình vẫn là cốp cơ, có tiben trợ lực các anh chị. Những cái phần nhựa bên trong nè các anh chị, bệ tì tai học để ly không một vết trầy xước ha. Có cổng sạc 12V cho mình nữa nè các anh chị. Đấy, nhìn những chi tiết nhỏ như thế này để mình đánh giá xe mình có đi đúng chuẩn Odo hay là không các anh chị ha. Phần dưới này anh chủ trải sàn simili, trải thẳng ra phía sau cốp cho mình như thế này, rồi lót cho mình thêm một cái tấm nhựa phía trên nữa ha, rất là kỹ luôn. Đây, những cái phần nhựa lấy đồ ra vô phần này dễ bị trầy xước nhất, nhưng ở đây là không trầy xước các anh chị. Rồi, nhìn sơ giúp Tiền một vòng ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp các anh chị ha. Bốn ốc cốp còn nguyên, keo chỉ cốp là nguyên zin. Bên Tuyền thì nó không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Bên Tuyền bán xe thì có hợp đồng, có văn bản, có cam kết, có bảo hành rõ ràng, đóng mộc của công ty Tuyền, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Xe này máy 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5.8 cho tới 6.7 thôi các anh chị, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn ha. Rất phù hợp cho các anh chị nào mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ, vừa đi gia đình, vừa kinh doanh chạy dịch vụ được mà còn lại hỗ trợ trả góp được nữa các anh chị ha. Xe bên Tuyền 2018 trở lên là hỗ trợ trả góp được á. Rồi, xe mình là ghế da, anh chủ bọc cho mình ghế da ha, nguyên bản là ghế da pha nỉ các anh chị. Sàn là sàn simili, có nẹp bước chân ra vào. Trần là trần nguyên bản các anh chị ha, những cái ni lông nè. Đấy, chưa gỡ luôn, ni lông chưa gỡ ha. Đây, cái bệ tì tai này các anh chị nhà mình thấy không ạ? Đấy, chưa tháo siêu luôn. Đấy,
cái phần bệ tỳ tai của binh tài là dễ trầy xước nhất các anh chị, nhưng ở đây là không có một vết trầy xước nào hết ha. Có cân bằng điện tử nè các anh chị. Vô lăng rất mới nha. Bước vào cái xe này là cảm giác có mùi mới các anh chị, còn mùi mới luôn nha. Đây logo không trầy xước nè. Đấy, nút bấm không mờ chữ mất số gì hết. Nhìn sơ giúp Toàn xe đi 21.776 km các anh chị ha. Ở đây thì Tiền thấy có một cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng nè. Ở hẹn mình 25.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa các anh chị nha. Xe này mới vừa bảo dưỡng xong, mua về đi khoảng 4-5.000 nữa mới bảo dưỡng ha. Rồi tắp lô không trầy xước gì hết, anh chủ có trải thảm rồi. Đấy, dưới này màn hình là màn hình zin theo xe các anh chị nha. Dưới này vàng lạnh nè. Những cổng sạc nè. Đấy, cổng sạc này còn chưa tháo siêu nữa nè các anh chị. Đây là chìa khóa của Toyota Rush các anh chị ha. Đây, cần số mới. Ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tiền thường xuyên thì sẽ biết ha. Rút bên Tiền à, hôm trước là về cũng mấy xe đó các anh chị nhận cọc hết rồi. Nào là màu vàng ghi, rồi một loạt, rồi hai chiếc xe màu trắng đó các anh chị. Đấy, rồi đợt trước thì có màu đỏ nữa, nhận cọc hết rồi. Các anh chị nào mình mua hụt những chiếc trước thì chốt ngay em này nha. Nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay nha. Dự kiến em này sẽ bán rất nhanh các anh chị. Ốc của nắp cabo keo chỉ cabo nguyên zin. Phần khung sườn nè. Đấy, phần khung sườn và ốc chân đèn nguyên zin nha. Đấy, đang nổ máy không biết là các anh chị nhà mình nghe có rõ không ạ. Tem mát từ nhà máy vẫn còn ốc án nè các anh chị. Sơn phết nè các anh chị nhà mình thấy rõ không ạ. Đấy, chỉ có hơi dơ hơi bụi thôi. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền ha. Rồi, xe này thì còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nữa ha. Các anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về thủ tục ngân hàng thì alo Tiền nha. Nếu các anh chị nào mình có người thân rành về xe, cứ dẫn lên đây xem xe thoải mái ha. Còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Xin nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nè. Toyota Rush số tự động đời 2019 các anh chị. Nhập Indo nguyên chiếc 2019 tới nay đi mới có 21.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 546 triệu nha. Giá đây Tiền bán thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn nếu các anh chị mình ở khu vực tỉnh xa, thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tiền ở xem qua video chi tiết xe của Tiền ngày hôm nay nè. Chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu thôi các anh chị ha, để giữ xe lại. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, đúng với những gì bên Tuyền làm video thì mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại các anh chị ha. Tránh những cái trường hợp mà các anh chị mình ở khu vực tỉnh xa khi mà quyết định lên Sài Gòn để mua chiếc xe này mà không đặt cọc trước đi đại vậy đó, thì lên thì bên Tuyền đã nhận cọc rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nha. Còn nếu được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Những anh chị nào mà đã từng mua xe online tại bên Tiền nè, hoặc là từng mua xe trực tiếp tại bên Tiền thì cho Tiền xin một cái comment chia sẻ ý kiến của các anh chị khi mà mua một chiếc xe tại bên Tiền thì như thế nào đi, để những anh chị đang tìm hiểu bên Tiền nè, đang chuẩn bị mua xe online tại bên Tiền thì sẽ cảm thấy tự tin hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.